Một bạn hỏi rằng: A Di Đà Phật, con chào sư thầy ạ. Con có một chuyện muốn hỏi thầy là vì một số lý do cá nhân và gia đình mà gia đình khuyên con nên đi du học. Vậy theo thầy con có nên đi không ạ? Vì con vẫn còn một số chuyện khúc mắc trong lòng. Con cảm ơn thầy. Gia đình có điều kiện này, khuyên đi du học này, có cơ hội được đi du học này. Thế đây là một cái, phải nói rằng đây là một cái thắng duyên trong nhà Phật ấy, của các thầy gọi đây là một cái thắng duyên rất lớn. Ở ngoài xã hội chúng ta gọi là đầy đủ các điều kiện, các yếu tố để cho mình đi thì mình cũng nên đi. Vì có đi ra nước ngoài ấy, mình mới mở mang cái tầm nhìn của chúng ta ra, là ở trong nước này cũng rất tốt rồi. Nhưng ra nước ngoài nữa chúng ta mới thấy cái sự phát triển của các đất nước bạn. Và đặc biệt là cái mô hình giáo dục của các đất nước bạn. Nhiều quốc gia rất tốt, đặc biệt là một số các quốc gia đã phát triển ở châu Âu. Ở châu Á chúng ta như là Nhật Bản, Singapore. Đấy là những cái nước mà nếu mà có nhân duyên đi học, đủ nhân duyên đi học, chúng ta nên đi, rất là tốt. Còn ở đây bạn bảo là chắc có một số chuyện ở trong lòng, chắc là vướng mắc về chuyện tình cảm gì đấy, thầy đoán là như thế. Hay là ở đây có thể là gì? Bạn lại không biết là bạn nam hay bạn nữ. Nếu mà bạn nam có thể là có tình cảm với một bạn gái nào đó mà gia đình không gì, không đồng ý, cho nên muốn tìm cái cách là cho đi nước ngoài. Thì cái này thì cũng kể cả đi nước ngoài không sao. Đấy cũng là một cái gì, một cái giai đoạn thử thách xem cái trái tim của chúng ta nó có thực sự với người bạn chúng ta yêu thương hay không. 5-6 năm xa cách như vậy mà chúng ta vẫn giữ được cái tình cảm như lúc ban đầu, hay là như cái lúc mà chúng ta tạm xa nhau để đi học. Và khi sau này học về rồi chúng ta cũng lớn tuổi rồi, và chúng ta có cái suy nghĩ chín chắn rồi, lúc đó chắc chắn cha mẹ chúng ta thì cũng sẽ không phản đối nhiều nữa. Nếu mà chúng ta vẫn quyết đến với nhau thì thầy nghĩ cha mẹ sẽ không gì, cũng sẽ không cản trở lắm. Nhưng bây giờ chúng ta còn ở nhà, còn ở trong bàn tay, trong cái vòng tay của cha mẹ. Cha mẹ vẫn nghĩ rằng gì, tất cả nó rời mình ra, nó không làm gì được. Cho nên cha mẹ là chúng ta thì thường thường nhiều bậc cha mẹ là cũng có một cái suy nghĩ là áp đặt cho con cái, và bắt con cái mình phải làm theo cái suy nghĩ của cha mẹ, và nghĩ rằng gì, chúng mày còn trẻ con, mày làm sao mà nghĩ thấu đáo được, là bố mẹ này từng trải rồi, thế này thế khác vân vân. Cho nên là tâm lý là bắt con cái phải theo. Vì vậy mà chúng ta thấy là cách đây một thời gian cũng chưa lâu lắm, mấy tháng trước thôi, ở trên mạng xã hội có cái bài báo là, và trên YouTube có cái bài báo và cái clip đăng về ở bên Trung Quốc ấy, có một cô gái, cô ấy có học rồi ra làm gì, làm cán bộ ở một cái cơ quan rồi, nhà nước rồi, có bằng tiến sĩ rồi, nhưng mà tại sao cô lại nhảy lầu tự tử? Các bạn có xem cái clip đấy chưa? Đó, cái đấy là do gì? Do chính cha mẹ. Cha mẹ ép cô ấy phải học theo cái ý của cha mẹ, học cái trường của cha mẹ mong muốn, và bắt con phải gì, học xong thạc sĩ rồi thì phải học lên tiến sĩ. Nhưng mà nó học nhiều quá, nó đi làm nó áp lực nhiều quá, mà ở cái cương vị của nó thì nó phải làm cái công việc rất là nhiều, và nó không thể nào mà nó gánh vác được. Và một hôm thì nó nhảy từ tầng 5 trở xuống. Trước khi nhảy nó viết một lá thư, một cái lá thư để lại xin lỗi cha mẹ và xin lỗi bạn bè, xin lỗi mọi người. Vì sao mà nó chết? Nó tìm được cái chết. Áp lực do cha mẹ đem đến cho con cái quá lớn, khi mà nó không thể gánh vác hết được. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng có một số các bậc cha mẹ, cũng không ít đâu, cũng khá nhiều. Một số các bạn sinh viên đến cũng tâm sự và xin thầy chia sẻ. Bây giờ cha mẹ bắt, ví dụ hát bắt vào học ở trường này, trường nọ, trường kia như thế, nhưng con không thích. Đó. Có cha mẹ thì cứ bắt con vào trường công an, vào trường an ninh, nhưng mà con nó không muốn, nó cứ muốn đi học trường kinh tế cơ.
Có cha mẹ thì cứ muốn bắt con vào trường quân đội, nhưng mà con nó không muốn, nó muốn đi học ở trường ở ngoài. Hay có những cha mẹ thì con nó muốn vào trường an ninh, trường quân đội, nhưng mà cha mẹ không cho. Kiểu nó như thế. Cho nên ở đây thì câu chuyện của bạn này ghi chốt lại thì đây là thầy là phán đoán thôi, bằng cái chữ phán đoán thì phán đoán là chuyện khúc mắc ở trong lòng, cho nên đang lưỡng lự muốn đi hay không. Thì theo thầy á, đây là lời khuyên của thầy nè, bạn nên đi. Bạn nên đi. Và nếu đây là bạn trai hay là đây bạn gái thì cũng nên đi. Vì đây là một cái cơ hội rất tốt. Vì thầy cũng ra nước ngoài một vài lần rồi, thầy thấy rằng mình nếu cứ ở trong đất nước của mình ấy, thì mình sẽ không thể nào mà mở mang cái tầm nhìn kiến thức ra được. Đấy, các bạn thấy bây giờ những cái lãnh đạo từ các hàng thứ trưởng, bộ trưởng trở lên ở đất nước Việt Nam chúng ta phần lớn là đi du học nước ngoài về. Ở trong nước thì rất ít, trừ là các cụ ngày xưa. Các cụ thời ngày xưa, ví dụ như là đương kim tổng bí thư chúng ta bây giờ, đấy là các cụ năm nay đã 70 tuổi, trên 70 tuổi rồi thì không nói. Nhưng cái tầm bây giờ mà khoảng độ tầm 50 tuổi, 45, 50 tuổi, các hàng vụ trưởng, cục trưởng vân vân bây giờ, đấy là theo nhà nước nhé, thì phần lớn là đi học ở nước ngoài. Và những doanh nghiệp mà làm ăn mà thuộc cái dạng là cái top đầu ở trong đất nước mình, bây giờ chúng ta thấy phần lớn cũng đi học ở nước ngoài về. Vì sao? Vì họ có một cái kinh nghiệm, một cái nhìn tổng quát. Và có một cái nhìn nó rất là rộng. Tuy là cái nhìn rộng nhưng mà nó rất là cụ thể, rất là chi tiết. Cho nên khi họ về, họ nếu không làm nhà nước thì họ mở công ty tư nhân. Và họ có cái kinh nghiệm điều hành rất là thực tiễn. Đây là thầy nói thật về cái ngành giáo dục của chúng ta. Thầy cũng đã nói với, ngồi nói chuyện với mấy bác bộ trưởng, thậm chí là cố vấn của Thủ tướng và cố vấn của Tổng Bí thư, thầy cũng đã nói chuyện rồi. Các cụ lên đây thỉnh thoảng hay lên đây ngồi ăn cơm chay với thầy, thầy nói chuyện. Thầy bảo cái mô hình giáo dục Việt Nam chúng ta bây giờ so với các nước phát triển trên thế giới thì chúng ta còn phải gì 20-30 năm nữa mới đuổi kịp, thậm chí còn dài hơn nữa. Và cái cách học của chúng ta bây giờ dường như là học theo giáo điều, kể cả trong Phật giáo các thầy cũng vậy, học theo giáo điều. Nghĩa là sao? Bắt học sinh cứ nhồi vào đầu thuộc lòng những cái gì mà nó có thể nó vài chục năm trước rồi. Về lịch sử thì chúng ta không thể nói rồi. Lịch sử ấy, thì đương nhiên hàng nghìn năm, hàng mấy nghìn năm trước chúng ta vẫn phải học, và phải học đúng, học thật thuộc. Nhưng mà về lịch sử chúng ta thấy bây giờ lại bỏ qua. Ngành lịch sử bây giờ ở ngoài xã hội chúng ta, đặc biệt các bạn sinh viên trẻ chúng ta bỏ qua. Chúng ta thấy mấy năm trước là có một số các bạn đi thi đại học, thi môn sử được điểm 0 đúng không? Điểm 0 hoặc được điểm 1, tức là nếu mà được điểm 0 có nghĩa là không làm được một tí nào cả. Hoặc là viết toàn viết vớ, viết vẩn cho nó gọi là có bài để nộp thôi. Cái mốc lịch sử thậm chí còn không nói được một chút nào thì làm sao mà được. Đấy, những cái mà cần học thuộc lòng để ôn lại cái truyền thống anh hùng bất khuất của cha ông chúng ta từ khi dựng nước, giữ nước cho đến nay á, thì chúng ta lại không. Nhưng nhiều cái bắt học sinh học thuộc lòng, nhưng không, đến khi ra trường nó không biết học cái đấy để làm gì. Quả thật không biết học để làm gì, nhưng mà vẫn phải học. Thế thầy nói với các cụ, các bác ấy là tại sao mình không có cái sự nhìn nhận và thoát ra để mà giáo dục cho nó thực tế với cuộc sống xã hội này nhiều hơn. Tại sao không đi sâu về mặt đạo đức nhiều hơn đối với bây giờ, với giới trẻ. Chúng ta biết giới trẻ bây giờ, các bạn chúng ta ngồi đây thì đại đa số thì không nói rồi. Nhưng giới trẻ bây giờ nhiều bạn sinh viên ra trường không đi. Ở quê thì bố mẹ vẫn nghĩ là chúng ta đi học, nhưng mà thực tế ra có học đâu, đi chơi. Bia điện tử, chơi game, cá độ bóng đá, rồi nhà hàng, rồi sàn nhảy vân vân, cuối cùng không học được. Khá nhiều bạn như vậy đánh mất đi cái tuổi trẻ của mình. Vì sao? Vì cái đạo đức và lối sống không được đề cao ở trong các trường học bây giờ vậy. Từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 chúng ta thấy bây giờ cũng rất kém. Ngày xưa chúng ta thấy trường nào á,
ở ngoài cửa trường hay là ở trước cái cửa của ban giám hiệu thường có cái câu gì nhỉ? Tiên gì? Tiên học lễ, hậu học văn. Và khoảng độ 10-15 năm trở lại đây, đặc biệt là gì? Khoảng 10 năm trở lại đây, thì một số các nhà cải cách giáo dục bắt đầu là đòi là gì? Bỏ cái đó đi và cho cái đó là gì? Là văn hóa của Trung Quốc. Không phải văn hóa của Trung Quốc đâu các quý vị. Cái đấy không phải là văn hóa của Trung Quốc. Văn hóa của cha ông chúng ta hàng nghìn năm nay, thậm chí hàng mấy nghìn năm nay. Tiên học lễ là gì? Là trước đi học đi, là phải học lễ nghĩa, lễ nghi, cách làm người đó, học về đạo đức đó, sau đó mới học văn. Đó. Học chữ, học nghĩa. Thì con người chúng ta thì nếu mà các cụ ngày xưa mà nói là nếu mà con người mà có kiến thức á, mà không có đức á, tức là có tài mà không có đức á, người đó nguy hiểm vô cùng. Người có đức mà kém tài một chút á, thì còn có lợi ích cho xã hội. Đó. Cho nên không chỉ không phải là vô cớ mà tự nhiên các cụ chúng ta ngày xưa lại đề cao cái vấn đề học, trước học lễ, hậu học văn được. Đó. Và bây giờ một số trường là bỏ cái đấy rồi. Đúng, một số trường bây giờ các bạn cứ nhìn xem, một số trường ở chúng ta học ngày xưa, bây giờ có một số trường là bỏ cái khẩu hiệu đó. Thay vào đó là một cái khẩu hiệu gì đó, nó mang tính chất gọi là họ cho như là phù hợp với cái xã hội hiện đại bây giờ, với cái trào lưu họ, nghĩa là bài xích Trung Quốc vân vân. Họ cho vì họ cho rằng cái tiên học lễ hậu học văn đó là cái câu của xuất phát từ Trung Quốc. Không phải đâu các vị ạ. Đó, chúng ta cứ tìm lại cái lịch sử cái câu đó mà xem, không phải xuất phát từ Trung Quốc, xuất phát từ cha ông của chúng ta, từ cái nền giáo dục xa xưa hàng mấy nghìn năm nay, 2000 năm nay của chúng ta đấy. Đó. Cho nên đó, có cái cơ hội đi học chúng ta cứ đi. Đó. Thầy nghĩ là rất tốt, vì thầy mấy lần đi sang nước ngoài thì thầy thấy rằng mình có rất nhiều cái để học ở nước bạn. Sau này chúng ta học đến nơi đến chốn rồi, chúng ta về chúng ta kiến tạo xây dựng đất nước của chúng ta, đem cống hiến cái sức trẻ, trí tuệ và tâm huyết của chúng ta thì đất nước chúng ta mới phát triển được. Đó. Nên có bạn lại nghĩ rằng thôi đi học để làm gì, học về á, cuối cùng có rất nhiều những người đi thi học bằng đỗ thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, về đi thi công chức ở Việt Nam vẫn trượt, vì Việt Nam có rất nhiều cái gì ạ, cái thi công chức nó có rất nhiều mánh khóe với nhau rồi vân vân rồi vân vân, không phải là con ông cháu cha thì không thi được thế này thế khác. Các bạn cứ yên tâm đi, thầy tin rằng tới đây đất nước chúng ta sẽ có sự thay đổi về cách dùng người của Đảng, của nhà nước. Không xa đâu, các bạn cứ học đến lứa của các bạn, đi học về là được sử dụng đấy. Có trí tuệ là được sử dụng đấy. Có kiến thức, có tâm huyết với đất nước chắc chắn sẽ được sử dụng. Như các cụ ngày xưa nói là sẽ có một cái gì, có một cái sân rất là rộng để cho chúng ta gì, cho chúng ta chơi, cho chúng ta làm, chúng ta phát huy cái khả năng của mình. Bây giờ thì hiện tại thì nó đang có sự chuyển biến. Chúng ta thấy đặc biệt là 1-2 năm nay, Đảng, Nhà nước chúng ta cũng có cái sự quan tâm sát sao tới cái vấn đề là phòng chống tham nhũng. Đúng không? Chúng ta thấy qua đài báo, TV, truyền hình chúng ta thấy. Nhưng đấy mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Để mà làm được trong sạch cái bộ máy lãnh đạo thì nó cũng phải có một thời gian. Chúng ta tin là bằng cái sự quyết tâm của Đảng, của Nhà nước chúng ta để lo cho dân giàu nước mạnh thì dần dần đất nước chúng ta cũng sẽ làm được điều đó. Tóm lại là cái câu hỏi của bạn ấy thì thầy khuyên nên đi. Các bạn theo chúng ta đây nè, có khuyên nên đi không? Bao nhiêu bạn khuyên đi giơ tay xem nào? Khá nhiều bạn khuyên đi. Vậy đấy, bạn nào có câu hỏi này thì nên đi. Chuyện tình cảm thì có thể tạm thời gác lại và để thử thách xem. Nếu mà thực sự là bạn nam này đưa câu hỏi này mà thực sự mà vẫn có tình cảm và chung thủy với bạn gái của mình
thì 4 năm, 5, 6 năm sau học xong về vẫn đợi nhau vẫn được. Nhưng mà nhớ nhé, thầy có một cái lời khuyên cho hai bạn này. Nếu mà thực sự là hai bạn, bạn nữ ở nhà đợi thì cũng phải chắc chắn, bạn nam đi thì cũng phải chắc chắn không có về. 6 năm sau, năm nay bạn gái là gì? Khoảng 22, 21, 22, 23, 24 gì đó chẳng hạn. Năm nay mà 22 thì 6 năm sau là bao nhiêu rồi? Hai mấy? 26 tuổi. 26 tuổi thì tóc bạc chưa? Tóc chưa bạc. Nhưng mà da bắt đầu là có gì? Có hiện tượng hơi nám và hơi nhăn rồi. Về bạn ấy có còn thương mình như ngày xưa nữa không? Đây là một điều rất quan trọng. Sợ rằng về bắt đầu thì về tới mà cái thì mấy bữa đầu thì còn rủ nhau đi ăn kem bờ hồ. Mấy tuần sau thì bảo anh bận lắm. Mấy tuần sau nữa thì bảo gọi điện thì bảo là ôi giời anh quá nhiều việc, anh bận quá đấy. Và mấy tháng sau thì lặn mất con mẹ hàng lươn. Đúng không? Đó. Cho nên cái này cũng phải suy nghĩ cho kỹ.